Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi nói anh chết này giờ chết đi. Thì tôi muốn chia sẻ để cho mọi người hiểu. Nhưng nguồn máu đi qua gan cũng không chỉ chứa những chất có lợi. Nó chứa cả chất độc cholesterol giúp cơ thể sản xuất hormone. Nó còn tạo ra vitamin D và các chất dự trữ hỗ trợ tiêu hóa. Khi được tạo ra, mật được đưa tới để chứa mà mình lên. Mà nó không có dẫn mà mình ngoài lên nha. Mà nó là mạch. Là người nào bị rối loạn tiêu hóa, tức là viêm lập tức luôn, không có chờ đâu. Tối mà chờ cái đúng như tôi nói rằng để tại vì là về ăn rồi lên hay đó mà bộ thể nhìn đây nè, cái bụng ông này mang súng đạn lắm rồi, ông này này để chứ ngoài. Và nó nóng đến mức độ là cái này cũng được, cho nên tôi phải quay là vào thứ không có thì còn ăn chứ mà. Thế thì có lẽ là cũng nói chuyện thêm, tức là cái hôm anh chuyện hôm qua đấy tôi thực ra hay là động tác đi động tác đứng tất cả mọi cái thì ông không thể sống được. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.